à oh, một khi mà đã đau cổ ấy, chẳng muốn làm cái gì các bạn đau cổ thế định cả tuần này không làm video nhưng mà thôi có một bạn hỏi chú ơi làm nào anh ơi làm nào để làm cái hiệu ứng mờ dần cho video mình sẽ hướng dẫn các bạn à, trong video này sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng mờ dần cho video với phần mềm Filmora nhé À, Tương đối đơn giản thôi mình sẽ làm nhanh thôi xong rồi lại đi nằm thôi ok à, đây là trên màn hình của mình đầu tiên mình sẽ tạo một cái dự án mới à, nhấn vào new project và các bạn sẽ đưa cái video xuống mình sẽ à, mình sẽ tải một cái video con hải cẩu video con hải cẩu ở trên uh, pixel uh, tính năng mới ở trong Filmora 11 một ok à, bạn kéo tham like Uh, keep project setting thì để làm cái tạo cái hiệu ứng mờ dần ấy thì uh, có thể là uh, đặt ở đầu nhé hoặc ở cuối thì bạn có hai cách để bạn tạo cách thứ nhất là bạn sẽ dùng cái transition tức là cái hiệu ứng chuyển cảnh gọi là fade uh, để dùng thì các bạn đi đến tab transition nhé sau bạn đi tiếp vào phần basic này nhé uh, trong phần basic thì nó có cái hiệu ứng fade này các bạn kích đúp vào kích đúp vào để tải nó về sau bạn kéo bạn thả nó xuống timeline À, sau bạn play, ok. còn nếu như mà bạn muốn kéo dài cái hiệu ứng mờ dần này ra, ấy, bạn kích vào bên mép của nó, bạn kéo dài ra, nó sẽ lâu hơn. đó, đó là mờ dần. ở đấy là bạn đặt ở đầu video, bạn có thể đặt ở cuối video cũng được. đặt ở cuối video, bạn kéo thả xuống đây, kéo ở đây. Đó. nó sẽ mờ dần đến tối đây là cách thứ nhất nhé, cách thứ nhất để thêm cái hiệu ứng mờ dần. Thế còn cách thứ hai thì các bạn sẽ dùng keyframe, à, mình sẽ lấy một cái video khác xuống vào phần media, à, lấy cái video này chẳng hạn, video 4K, 4K có vẻ nó sẽ hơi nặng, mà thôi kệ, lấy cũng được. Tải, đây là một cái trang miễn phí, tất cả những cái video này bạn đều được dùng được miễn phí nhé. À, sau khi bạn tải thì bạn kéo xuống đây đặt xuống timeline ví dụ à, đây là cái video này nếu bạn muốn thêm cái hiệu ứng mờ dần thì bạn sẽ đặt cái kim thời gian ở cái vị trí bạn cần cần nó mờ nhá ta à, cần nó sáng bạn đặt cho nó một cái keyframe để đặt keyframe bạn nhấn vào nút dấu cộng này nhé à, đặt ở đây một cái keyframe kích vào cái nút keyframe này thì nó đã thêm cho mình một cái keyframe ở đây sau đó bạn đưa cái kim thời gian về đầu clip nhé đưa về đầu clip thì các bạn có thể nhấn phím tắt là phím shift home nhé, để cho nó đưa về đầu clip xong bạn giảm cái opacity xuống ở cái keyframe này xuống về không à, như vậy là bạn đã tạo được cái hiệu ứng mờ dần tức là mờ dần từ đầu clip này. đây play các bạn xem để đặt chỗ này đó và để để chỉnh ấy thì để chỉnh nó cái thời gian ấy thì các bạn có thể kéo cái keyframe này ra nhé bạn kéo nó dài nữa ra thì nó sẽ lâu hơn đây. Đó. Tương tự như thế thì bạn làm ở cuối clip à, Bạn làm ở cuối clip thì bạn cũng đến đây rồi bạn đặt nó một cái keyframe Ví dụ bạn đặt cho nó một cái keyframe ở ngay gần cuối này ở cái vị trí mà bắt đầu bạn muốn là nó bắt đầu tối Sau đó bạn nhấn phím Shift N để nó đưa đến cuối cái clip Và bạn sẽ giảm hết cái opacity này về không. Như vậy là bạn làm mờ được rồi OK đó, đó là đơn giản nhất là cho cái clip ở trên timeline. Thế còn nếu như mà bạn giả dụ bạn có một cái ảnh, à, ví dụ mình sẽ xóa cái này đi nhé. Giả dụ bạn có một cái ảnh ở đây, à, xóa hết cái này đi. Bạn có một cái ảnh, ví dụ bạn muốn xuất hiện một cái ảnh ở đây mà bạn cũng muốn là nó từ mờ đến rõ nhé, thì ví dụ mình sẽ đi tiếp vào phần ảnh này, photo này, à, mình tải một ảnh một cô gái chẳng hạn, cô gái này chẳng hạn, ok. À, cô gái này bạn kéo bạn thả xuống timeline ngay chỗ này đúng không đặt ở trên chỗ cái con hải cẩu này bạn thu bé nó lại đây mình làm ví dụ thôi chứ còn bạn có thể thêm cái ảnh nào cũng được ví dụ ảnh ở đây à, giả dụ bạn muốn làm mờ cái ảnh này tức là muốn là cái ảnh này nó xuất hiện từ từ ấy thì ở đây thì các bạn không nên dùng cái chuyển cảnh nhé không nên dùng cái chuyển cảnh transition bởi vì nếu như mà bạn dùng cái chuyển cảnh ở đây bạn kéo cái fade nó vào đây ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái clip ở bên dưới bạn nhìn này nó sẽ đen cả luôn đó đúng không thì khi không nên dùng ở đây bạn có thể xóa cái này đi à, và bạn sẽ đặt keyframe cho nó ví dụ bạn kéo ở đây bạn đặt keyframe bạn đây là đặt keyframe thứ nhất đặt một cái keyframe sau bạn nhấn phím shift home để nó đưa về cái đầu của cái ảnh sau bạn giảm cái opacity này về không như vậy là bạn đã làm tức là mờ dần cái ảnh và bạn có thể làm cho cái ảnh này ở phần kết thúc cũng được đây đó nó sẽ tự mờ mờ và nó xuất hiện đến đây bạn muốn nó biến mất thì bạn sẽ đặt cho nó một cái keyframe kích vào đây add keyframe sau đó bạn nhấn phím shift n để nó đưa đến cuối sau đó bạn kéo cái opacity này về không đấy như vậy là ok như vậy là như này này đây play lại đó Ok, đấy là đơn giản thế đấy thôi. Đấy là làm uh, hiệu ứng làm mờ mờ ảnh hoặc là video ở trong phần mềm Filmora 11. Filmora 10 bạn cũng có thể làm tương tự được. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Tuy nhiên là không biết bao giờ mình trả lời đâu. Tạo này mình đang đau cổ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye. Oh.